Wow, look at that. Are you gonna eat this with me, mà? Ừ, đúng rồi. Sáng là chị I'm có bánh mì. Cold, mà. Sáng là chị có bánh mì nướng với lại bơ, hay cô chú anh chị một ly sữa. Mẹ không con đã xin vào đây. Mẹ biết rồi, lấy áo mặc vô. Lại một dĩa trái cây, hay cô chú anh chị đây. Hello Chi Chi. Xin chào con bà con chú. Chị đang ăn gì á? Tiếng Việt là gì con nói coi. Tiếng Việt là gì? Không biết. Bánh mì. Bánh mì. Đúng rồi. Ở đây chị có mấy cái trái đâu, chị học tiếng Việt thì chị nói cho mẹ trái này trái gì đây? Cây chuối. Này trái gì? Cây cam. Này trái gì? Dâu tây. Dâu tây. Từ lúc mà Kim về đây là Kim bị bệnh mấy ngày nay luôn. Nằm một chỗ mọi người không ăn uống gì, giống như là mình vẫn còn say máy bay luôn á. Kim bị say máy bay trên máy bay quá chừng luôn, ói quá chừng. Về xong rồi mệt với lại bị khát múi giờ đó, cho nên là ngủ không được đó mọi người. Rồi nằm ở nhà mà cứ giống như là nó bay bay bay, mọi người biết mà, ai mà đi bị say xe, xe tàu là biết đó. Về nhà nằm vẫn còn lăn luôn hết cô chú anh chị, suốt mấy ngày Kim ho, nhức đầu, đau họng, đau nhức mình mẩy nữa, rất là mệt luôn mọi người. Sáng nay chỉ ăn trái cây thôi, chứ không ăn cái gì nổi hết trơn á cô chú anh chị ơi. Chị cũng rất thích ăn trái cây nè cô chú. Trái dâu. Dâu tây. Dâu tây. Đúng rồi con. Ngon không? Nhìn chị ăn ngon quá, mẹ cũng ăn nè. Trời ơi trời, ngọt quá chị ơi. Ngọt không chị? Ngon quá. Ngon quá hả? Làm. Chị đang làm gì đó? Hả? Mãi cam. Mãi cam hả? Nó là lọt cam. Lọt cam. Đúng rồi, này là trái quýt chứ không phải trái cam nữa đó. Chị giỏi dữ, thằng trời nó bấu vô một lỗ luôn nè. Rồi con không ăn bánh mì hả? Ăn trái cây không vậy? Nè chị ăn bánh mì nè, mà cô chú ăn cái dành ở ngoài xong rồi nó bỏ ở trong nè. Ngon không? Ngon không? Ngọt quá, ngon quá. Ngọt quá. Ngọt quá hả? Này con thấy sao con giục ở đây? Đúng rồi, bỏ vô đó. Rồi ăn cái chuối luôn nha. Sáng ăn chuối tốt lắm nha. Nói hả? Nhớ là uống ly sữa ăn cái cam nè. Rồi ăn gì nữa? Trái chuối. Trái chuối hả? Rồi ăn đi. Không biết không? Mãi. Không biết mở hả? Nên mẹ mở cho. Đây nè, con bẻ cái đầu này ra. Bẻ cái đầu này xuống. Mạnh lên. Nó được rồi đó, mốt cũng tự mở được rồi phải không? Giỏi quá trời. Đừng lọc ra hết, lọc một khúc thôi, cầm ăn xong rồi lọc tiếp. Bữa mày dạy con sao? Sao? Rồi. Cái chuối thơm á, lọc là nghe mùi thơm nực nồng luôn á. Không được. Sao vậy? Không được. Nó quá à. Không ăn nữa hả? Thì để mẹ ăn cho.
Sau khi mà đi từ Việt Nam về đó cô chú anh chị là sau 5 tuần không ai ở nhà hả mọi người. Thì ở nhà của Kim ở phía ngoài có một cái ổ ong của chú anh chị, giống như là ong vò vẽ hay là ong mặt cọp gì đó, ở trên cái nhà mà nó đi vô trong tới toilet ở trong nhà luôn cô chú anh chị. Cho nên là ba Chi đã gọi điện kêu người ta đến cô chú anh chị. Cái này Kim thấy là người ta có mang một cái bình xịt có mùi thuốc giống như là thuốc trừ sâu, thuốc diệt gì đó ha cô chú anh chị. Thì người ta tới người ta đuổi đi giùm mình, chứ mình không có tự làm được á mọi người. Đuổi cái ông này đi như vậy thôi đó là cũng mất 50 bảng Anh ha cô chú anh chị, là khoảng 1,5 triệu ha. Là người ta chỉ xịt xịt như vậy thôi đó là đuổi cho nó đi. Buổi chiều thì nhà Kim đi thăm ba mẹ chồng hả cô chú anh chị, nhưng mà Kim bị ho đó mọi người, với sổ mũi, cho nên là Kim mang khẩu trang để tránh lây cho ba mẹ hả cô chú anh chị. Cái ruộng bắp ở bên đây, tới nhà ba mẹ chồng rồi cô chú anh chị. Ôi nhà mẹ hôm nay vẫn còn hoa rất là nhiều luôn nè. Con này đẹp quá. Trời ơi cái hoa nó đẹp quá chừng này cô chú anh chị, cái màu rất là đẹp luôn. Ở nhà mẹ bây giờ vẫn còn hoa nhiều hết mọi người đây. Đây nè. Cái hoa này cái màu cam cam hết cô chú anh chị. Cái này là hoa Cosmo nè, Cosmo màu trắng. Cái Cosmo năm nay thì Kim không có trồng hết cô chú anh chị, năm ngoái Kim cũng có màu hồng và màu trắng. Mẹ trồng cao quá chừng, quá là quá chừng đẹp luôn nè cô chú anh chị. Đây là cái hoa phía trước ha. Ba Chi làm gì đây? What are you doing honey? Cái rara của mẹ rất là gọn gàng sạch sẽ luôn. Mẹ để máy giặt máy sấy mà đây luôn nè mọi người. Cái cửa đó là đi thẳng ra ngoài sau vườn luôn á cô chú anh chị. Đây là cái khu vườn của mẹ ha cô chú anh chị. Mẹ Kim rất là mê hoa luôn. Cái hoa này là hoa gì Kim không biết, nhưng mà nó đẹp quá chừng, nó cũng rụng hết rồi mọi người. Đây nè. Oh, look at that. That look good. Yeah. Mom, this is the row back every year, right? Yeah. I remember last year you have it. Have you got some? No. Oh, do you some? They still got a lot then, no mom, look. Yeah, it's still come. Yeah. Because pale pink. I got that one. That one will have the same varieties. Yeah. But this one yesterday was covered in butterflies. It was lovely. A lot of bees. Look at that yellow one, look.
I remember that one, mom. Yeah. I like that very much. Cái hoa này nhỏ nhỏ. Yeah. Nhỏ nhỏ mà xinh quá chừng luôn nè. I remember that like last year or the year before you have the big boat around here. Yeah, I did. But you know what? This they spread the seed around, so you get more all the time. Yeah. Because like it starts to do this. I see. Yeah. It's in the cracks. Yeah. Yeah. Wow. They stay a long time, isn't it? I love them. Yeah. My favorite. Mình rủ mẹ chụp hình hết nhưng mà mẹ nói để mẹ mang mắt kính đen vô đó. Cho nên là mẹ không tự tin mình phải mang kính cho mẹ mới đẹp lắm. Hoa này rất là to luôn, thấy cô chú anh chị, to hơn cái bàn tay của Kim luôn nè. Ở ngoài vườn mẹ cũng để mấy cái gương nữa nè cô chú anh chị, để trang trí á mọi người. Đây nè, mẹ có những cái đồ treo treo quá chừng luôn. Mẹ rất là thích những cái cây lá phong hả cô chú anh chị, cho nên ngoài vườn mẹ có rất là nhiều cái lá phong luôn nè. Đây. Ở đây là cái nhà này mẹ làm thêm để sofa để dì ngồi để uống trà đọc sách nè mọi người. I didn't say that, did I? Before you do. What then, you found someone for what? For nothing. Stop doing your tracks, that's why. That's it. Dad looks after you and takes care of you a lot more ways than what you think. And I love you very much. No matter what. Sao? Really? Tối nay Tony đang nấu đồ ăn hay cô chú anh chị. Hôm nay thì nhà Kim chỉ làm gọn nhẹ thôi mọi người. Chỉ là khoai tây nè. Khoai tây này mình mua sẵn trong siêu thị, hắn về xong mình để lại lò nướng. Với lại bên đây là có cái này gọi là chicken nugget, là giống như thịt gà đó mọi người, thịt gà tẩm bột chiên á.
giờ mình cũng để lại lò nướng thôi là mình ăn, tại vì mấy anh nhỏ nhà Kim á khó ăn lắm, cho nên là làm như vậy thôi cho mấy bé ăn. Mọi người, Kim đang nấu cái nồi cháo trắng với lại thịt kho tiêu hết cô chú anh chị. Cái thịt kho này nè, Kim sắc nhỏ ra kho để ăn với cháo trắng đó cô chú anh chị. Bữa giờ Kim về 3-4 ngày nay Kim bị bệnh đó, Kim sao mà cứ cảm giác trong người là chóng mặt mất ói, giống như là bị say máy bay rồi cái mệt á, nhức đầu mà uống thuốc không hết luôn cô chú anh chị. Là không có cảm giác thèm ăn, không có ăn gì hết. Mấy ngày nay là Kim không có ăn luôn á cô chú anh chị. Ngày hôm nay là từ hồi sáng tới giờ Kim chỉ ăn có một trái táo và mấy trái dâu tây thôi là xong luôn. Ngày hôm qua cũng vậy, ngày hôm qua cũng ăn một trái táo, một trái chuối, mấy trái dâu là xong, không ăn uống gì hết mọi người. Kim đã nấu cháo xong rồi nè cô chú anh chị, ăn một miếng hả mọi người. Cháo này Kim nấu hơi đặc á, tại vì mình lớn rồi mà mình đâu phải trẻ con ở đâu mà ăn cháo lỏng hả cô chú anh chị. Ăn cháo đặc cho nó no nè. Hôm bữa giờ là không có cảm giác thèm ăn đó cô chú, mà bữa nay Kim nhớ lại là ngày xưa hay ăn cháo trắng với thịt kho tiêu vậy đó, thì nó ngon, thì bây giờ mình làm ăn cho cảm giác nó ngon hết cô chú anh chị. Đó. Có cái nồi đất này nè, Kim mua được cái nồi đất này kho thịt ngon quá chừng nè mọi người. Đây nè, Kim cắt mỏng mỏng ra để nhiều tiêu vô. Đó. Nhìn hấp dẫn không cô chú anh chị? Ồ, ngon quá. Ăn một chén vậy thôi ha mọi người, chiều rồi ăn vậy thôi. Mình Kim sẽ làm thêm một ly nước chanh mật ong nữa mọi người, để uống cho nó tan đờm đó, Kim bị ho có đờm nè. Kim xài cái mật ong này nè cô chú anh chị, hôm nay mình mua được cái mật ong này thôi. Cho khoảng một muỗng thôi mọi người. Mấy cái lát chanh Kim cắt rồi nè, cho vô đây. Đó. Để cho nó nguội uống, bây giờ uống là phỏng mỏ luôn đó cô chú ơi.